Từ cuối tháng 7, thành phố Hà Nội đã thống nhất với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về việc triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô lớn đặt tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng trong tình huống xấu có thể xảy ra. Từ khi có quyết định đến khi thành lập bệnh viện, dự kiến thời gian hoàn thành là 1 tháng. Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Bệnh viện dã chiến Yên Sở, những công nhân ở đây đang gấp rút hoàn thiện nốt phần tường để chuẩn bị lắp đặt trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân COVID nặng. Ngoài việc đảm bảo an toàn lao động, tất cả các công nhân ở công trình đều được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xét nghiệm COVID-19 định kỳ. Dự kiến cuối tháng này, bệnh viện có thể đi vào hoạt động và đón bệnh nhân. Thì chúng tôi cũng đã thấy là 19 đơn nguyên của bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ còn đợi để lắp trang thiết bị nữa thôi. Và quan trọng nhất là cuối tháng 8 này thì chúng tôi sẽ khai trương và đi vào hoạt động với 100 giường đầu tiên. Sau đấy sẽ lần lượt sau 1 tháng, 2 tháng thì lần lượt 300 và 500 giường sẽ sẵn sàng hoạt động phục vụ những cái bệnh nhân COVID nặng trong tình huống xấu nhất. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã huy động các nhà tài trợ để chủ động về phần trang thiết bị phục vụ điều trị lắp đặt tại bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực tham gia chống dịch tại cơ sở dã chiến này cũng đã được lên kế hoạch tập huấn, đặc biệt là các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức, lọc máu để sẵn sàng tinh thần được điều động bất cứ lúc nào. Chúng tôi đào tạo ngay từ hôm xây dựng đề án là 800 bác sĩ và điều dưỡng và điều trị được đào tạo hàng ngày. Trong 2 tuần đầu thì chúng tôi đào tạo lý thuyết và sau 2 tuần thì chúng tôi chia nhỏ các nhóm ra phù hợp với những cái hoàn cảnh trong giai đoạn dịch bệnh, vừa tiến hành thực hành trên các máy thở của khoa cấp cứu cũng như là khoa gây mê hồi sức. Bệnh viện có quy mô với công suất 500 giường bệnh sẽ dành để ưu tiên điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 có chiều hướng nặng. Dự kiến trong vòng 1 tuần nữa, các trang thiết bị y tế đầu tiên sẽ được lắp đặt tại cơ sở dã chiến điều trị COVID-19 Yên Sở.